gì đây? Đốt đồng để ngắm ngùi chim như lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu sống chơi những đường mòn xưa, gián nắng dầm mưa. Ai cánh xa cội nguồn ngồi một mình, như lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm. Chợt thèm rau đang nấu canh, dập dìu đưa điệu ca dao. Trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào, một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đâu chưa. Ba giá miếng dừa đừng mòn xưa, dáng nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi, như lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm. Chợt thèm rau đang nấu canh, xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi, như lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm. Chợt thèm sao đắng đâu cánh. Xin chào bạn, một giọng ca rất ngọt ngào. Bạn có thể giới thiệu thêm về mình cho mọi người không? Cho phép Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến anh Nam Cường, anh Đại Nghĩa, chị Nhật Kim Anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung ạ. Dân ca có phải là dòng nhạc bạn lựa chọn trong sự nghiệp ca hát của mình không? Dạ, dân ca là cái niềm đam mê của em từ nhỏ, và hiện tại thì em đang theo đuổi dòng nhạc dân ca. Với dòng ca ngọt ngào này thì không biết rằng các giám khảo của chúng ta sẽ phỏng đoán bạn ấy sẽ hóa thân như thế nào. Bạn chia sẻ là bạn thích dòng nhạc dân ca. Qua cái phong cách của bạn với lại cái giọng hát của bạn thì anh có cảm giác là bạn sẽ hóa thân thành một nữ ca sĩ nhạc trẻ, một ca sĩ mà anh khá là quen thuộc, đó là Hiền Thục. Tại vì Hiền Thục cũng đã hát bài Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Tại vì bây giờ nghe bạn chia sẻ mình cũng chưa chắc là 100% sự thật nữa. Đúng rồi, giờ hết tin rồi anh. Bạn tin nói luôn qua mồm, dạ, đúng không? Hồi nãy khi anh nghe em hát cái bài này có cảm giác nó không đúng lắm với em. Bởi vì cái phong cách của em và với cái bộ trang phục ngày hôm nay em lựa chọn nè, với cái mái tóc của em nữa nè, cho nên là anh nghĩ một lát nữa em sẽ không phải hóa thân thành một ca sĩ dân ca đâu. Bây giờ đó mọi người thấy nè nha, cái cách bạn ấy hát, cái tay bạn ấy đưa ra giống ai nè. Đó, bây giờ chỉ cần mà nhúng người xuống một cái vậy nữa thôi nè, là ra ai đó với mái tóc đó. Mái tóc đó là Hiền Thục hát đó. Em ơi, ngoài Hiền Thục ra nhiều còn một nữ ca sĩ khác nữa. Em biết anh Nghĩa muốn nói tới ai, là cái tay này nè, cái tay đưa ra để ý đi, giống như là đâu đâu anh làm lại coi. Bạn tập cái nhân vật của bạn á, thì nó tạo thành một cái thói quen. Và khi bây giờ bạn hát cái bài của bạn được hát giọng thật của mình thì vẫn còn ảnh hưởng cái phong cách bữa giờ mình tập, cái tay cứ đưa ra như này đó, mà giờ bạn chỉ cần bạn nhúng ra là rồi là. Em thấy luôn rồi đó là chị mờ tờ đó, đúng. Em nhìn thấy cũng giống thiệt, tại vì cái tướng tá cũng giống nha, và cái giọng dày nữa. Không, anh nói mới để ý nha, nếu mà mặc cái váy mà xẻ xong rồi kiểu mà đưa cái chân ra xong rồi đưa cái tay thì thôi đó chính xác đó. Hình như hai người cùng đoán chung một người phải không ạ? Nhưng mà đó là ý của anh Nghĩa thôi. Còn ý của Kim Anh thì khác. Kim Anh à, em đoán ai? Sau tuần trước bạn không đoán được ai cả, bây giờ là Kim Anh rút kinh nghiệm rồi. Cho nên là đoán là ai? Cũng có thể là Hương Lan nha anh. Cô Hương Lan á? Đúng rồi. Em lại đưa danh sách nữa. Dạ. Đại Nghĩa là với cái phong cách mà buông bắt chụp khủy này kia là chị Minh Tuyết. Vâng, chị Minh Tuyết. Anh Nguyễn Văn Trung vẫn là chị Hiền Thục. Vâng, đó chỉ là những phỏng đoán của ban giám khảo thôi. Bây giờ mời Ngọc Châu hãy bước vào căn phòng biến hóa. quá hay. Sao anh có thể nhìn cái này thôi mà anh đoán ra được hay vậy? Đứng hát cái bài dân ca mà cái tay cứ như vậy vậy là tôi nghi lắm. Tập riết nó quen, nó bị ảnh hưởng cái tay đó. Đúng như anh Đại Nghĩa nói ạ. Em tập cái động tác đó lâu không, nhiều không? Khi bước vào chương trình thì em muốn hóa thân thành chị Minh Tuyết thì em cũng đã tập rất là nhiều. Từ cái phong cách của bạn là cái tướng tá cũng rất là giống với lại chị Minh Tuyết. Và cái giọng thì Kim Anh nghĩ là khoảng chừng 60%. 60% là giống thôi. Em biết thiếu gì không? Trong cái giọng của em á, nếu mà hát như chị Minh Tuyết á, là thứ nhất là mình sẽ phải làm cho cái giọng nó dày hơn. Nó phải éo hơn nữa anh. Nó phải khàn, có một chút độ khàn trong đó. Và đặc biệt là những cái từ cuối cùng của chị Minh Tuyết, chị hát chi rung, chi ngân dữ lắm. Đúng rồi. Thì thôi, cái kiểu vậy đó. Ta không yêu thì thôi, ta cần che rắn rồi. Đó, cái bài hát chị diễn rất kịch tính luôn. Từ cái gương mặt của chị, cái cách biểu cảm của chị, rồi cái tay đưa ra quằn quại nè, quằn quại nè. Anh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Là vậy đó. Nhưng mà vẫn rất là đáng khen, bởi vì em, như em nói, em là một ca sĩ đi theo dòng nhạc dân ca, mà để hát nhạc trẻ mà hát được cái dòng của chị Tuyết thì cũng không phải là cái điều dễ, cho nên điều đó anh sẽ tặng em thêm một tim. Wow, chúc mừng em. Cảm ơn. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng lắng nghe phần nhận xét của một người nhạc sĩ điềm đạm. Anh ấy đã cho bạn tới 4 trái tim. Vậy thì vì sao trái tim còn lại vẫn chưa trao cho bạn? Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Là tại vì bạn có những cái thiếu sót giống như là anh Đại Nghĩa đã phân tích rồi. Nhưng mà mình vẫn đánh giá cao bạn là bởi vì thứ nhất là bạn chọn cái bài hát gần như là đặc trưng nhất của Duy Minh Tuyết. Và cả cái bản phối nữa. Đó là một cái điểm cộng. Thứ hai nữa là bạn đã bắt được những cái điểm rất riêng trong giọng hát của chị Minh Tuyết. Mình nghe một cái là mình biết liền. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần trao tim của ba vị ban giám khảo với ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh cho bạn 3 tim, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa cho bạn 3 tim và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho bạn là 4 tim. Tổng cộng số tim mà ban giám khảo đã mang đến cho bạn Lê Ngọc Châu đó chính là 10 tim. 8 bài hát mới của 4 nghệ sĩ khách mời sẽ đem đến chương trình là gì? Họ sẽ phải lắng nghe những đoạn giọng hát của 8 người chơi được phát ngẫu nhiên, nhưng không thể biết được giọng hát đó phát ra từ hình bóng nào. Bằng lý trí và cảm nhận của mình, các nghệ sĩ khách mời sẽ lựa chọn cho mình căn phòng của người chơi nào để phù hợp với bài hát mình mang tới. Và đời anh đắng cay trong chì, còn ta đường nào cho ta. Em có biết anh đã có ghi chắc nước mắt. Đừng để thời gian bên nhau là thôi. Họ sẽ hát với ai, hát bài hát gì và hát vào lúc nào. Luôn có những điều thú vị và bất ngờ đón chờ họ trên sân khấu Song Ca Giấu Mặt. Chào mừng quý vị đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Song Ca Giấu Mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega CS thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Trong thời gian vừa qua rất vui khi mà chương trình đã nhận được rất nhiều những sự quan tâm ủng hộ của tất cả quý vị cũng như là những phản hồi tích cực mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Và đêm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục khám phá những giọng ca mới, tất cả sẽ có ở Song Ca Giấu Mặt. Còn trước hết, Khanh mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một tiết mục của một vị khách mời. Quý vị thân mến, mỗi tập của Song Ca Giấu Mặt sẽ có sự tham gia của 4 nghệ sĩ khách mời. Mỗi nghệ sĩ mang đến cho chương trình của chúng ta 2 bài hát. Đó là những bài hát mà họ rất yêu thích hoặc gắn với họ một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Và các bài hát này họ đã đăng ký trước với chương trình. Họ dùng các bài hát này để lựa chọn ra những người chơi cùng song ca với họ. Và trên sân khấu sẽ có 8 người chơi đang ẩn danh. Và 8 người chơi này mỗi người cũng sẽ mang theo một bài hát. Và các ca khúc của người chơi sẽ được sử dụng khi chúng ta có kết quả sau cùng. 2 người chơi nào nhận được phần trăm bình chọn cao nhất của khán giả tại trường quay. Bây giờ hãy cùng Khanh gặp gỡ và giao lưu với 4 nghệ sĩ khách mời trong ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ca sĩ Quốc Thiên. Xin được giới thiệu ca sĩ Tuấn Nghĩa. Xin được giới thiệu diễn viên Minh Luân. Và xin được giới thiệu nghệ sĩ Tiến Cương. Hôm nay là một cái tập rất đặc biệt khi mà dàn khách mời không có một bóng hồng nào cả. Thì không biết cảm giác của mọi người như thế nào? Hôm nay không có một bạn gái hay là chị em nào cả. Bốn anh em mình tự xoay sở. Anh cảm thấy thật sự rất là buồn là ban tổ chức xếp đặt anh với ba chàng trai vừa trẻ đẹp, vừa phong độ, vừa hát hay. Thiệt buồn, tủi thân quá. Em cứ nghĩ là anh Tiến Cương sẽ cảm thấy tủi thân khi mà không có một cô nào ngồi cạnh chứ. Chắc là như vậy đúng không? Toàn là ca sĩ chuyên nghiệp không à. Còn tự nhiên nói bóng hồng như đây, tôi giờ tôi có vợ, tôi không quan tâm tới phụ nữ. Dạ, thật ra diễn viên hay ca sĩ thì các khách mời đến đây chúng ta có chung một cái niềm đam mê ca hát. Và nhiệm vụ của mình là làm cho các người chơi tỏa sáng mà thôi. Đúng không Tuấn Nghĩa? Cái nhiệm vụ của chúng ta đến đây là giúp đỡ cho các thí sinh, hỗ trợ cho các thí sinh làm thế nào để cho các bạn ấy có một cái tiết mục tuyệt vời nhất để gửi tới các vị khán giả. Thì em nghĩ là với cái năng lượng của một diễn viên hài như anh Tiến Cương, anh mang lại những cái năng lượng tích cực đến cho các bạn thí sinh, có khi là sẽ nhiều hơn bọn em. Lúc đấy bọn em lại phải ngưỡng mộ anh ấy chứ làm sao mà anh tủi thân được. Nãy giờ hai anh em ở trong hậu trường á có nói hôm nay là cái mục đích của anh em mình là đến đây để giúp đỡ những thí sinh để mà tỏa sáng hơn. Anh sẽ hỗ trợ cho các bạn người chơi như thế nào? Cũng hy vọng là những cái kinh nghiệm của mình đứng trên sân khấu có thể là giúp được những các bạn thí sinh. Nhưng mà cái tiếc một cái tức là đến với chương trình ngày hôm nay mình chưa biết là mình sẽ hát chung với là thí sinh nam hay là thí sinh nữ. Anh không cần phải lo đâu, anh chỉ cần đứng lên trên sân khấu, anh đứng lên trên đấy là đẹp rồi, là tiết mục của anh hay rồi, không cần phải làm gì nữa. Trời đâu anh ơi. Lát nữa anh em uống cà phê nha. Với lại là anh em mình hơn các bạn. Thì kia một cái nữa là mình tập có 2 bài thôi, các bạn tập đến 8 bài lận thì rất là cực. Và Thiên hy vọng rằng tất cả 8 người chơi trên kia sẽ hát thật là hay, thật nhiều cảm xúc, thật là thăng hoa. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thi cũng như là các khách mời còn lại. Và Khanh khẳng định lại một lần nữa, mỗi khách mời đều có những thế mạnh cho riêng mình, cho nên chúng ta sẽ có một cái cách riêng giúp cho các người chơi tỏa sáng. Thưa quý vị, ở mỗi tập của Song Ca Giấu Mặt chúng tôi sẽ chia thành 2 phần. Phần 1 với 4 tiết mục song ca và phần 2 là 4 tiết mục song ca còn lại. Những gì đang diễn ra trên sân khấu hoàn toàn là ngẫu nhiên. Chúng ta đang thấy có 8 căn phòng, ẩn sau 8 căn phòng là 8 người chơi. Và chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ một thông tin nào của họ. Và để cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc lựa chọn ra người chơi nào song ca với mình các ca khúc mà mình mang đến, thì chúng tôi sẽ phát thêm một đoạn thu âm sẵn giọng hát của các người chơi. Và chúng ta sẽ được nghe một cách không theo một cái trật tự nào cả. Và tự ướm giọng hát đó vào bóng dáng nào mà chúng ta cho là nó thích hợp nhất và nó phù hợp với ca khúc mà mình mang đến. Còn bây giờ sẽ là thời điểm để chúng ta chào đón sự xuất hiện của các người chơi. Bây giờ chúng ta sẽ được nghe một đoạn thu âm. 8 giọng hát này được phát một cách rất ngẫu nhiên. Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Số 3 diễn của anh. Đã đôi lần đến với Huế mong mơ. Số 7 hoặc số 8. Số 8 em thấy giống nhau. Với cách xa nơi ta, ta trách người vội nỡ quên câu thề. Ai ra giữ Huế thì ra ngông ngùi chim sáo bay xa, chim quyên còn đứng lẻ loi một mình. Non xanh mà nước biếc ôi ơi, tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Đó là giọng hát của 8 người chơi đấy ạ. Có vẻ như nó không làm khó anh hả anh Tiến Cương? Tôi đoán được hết 8 người, tôi đoán được 9 người luôn đó. Chúng tôi sẽ chờ đợi nha. Một lát nữa mà sai chỗ nào thì cười chỗ đó. Nhưng mà anh thấy anh hợp với ai? Anh thấy nãy giờ ai cũng hợp hết. Anh hợp hết luôn á. Khi mà nghe hết 8 bạn hát những cái đoạn ngắn thôi, mình thấy cái nội lực, cái chất giọng của họ rất là hay. Thiên Ân rất là phân vân. Có cái anh số 3 thì bài nào anh cũng nhảy, anh cũng hát rồi. Cứ như là anh hát 8 giọng gì đó. Và bây giờ Khanh là MC của chương trình, cho nên Khanh có một cái quyền được chọn nghệ sĩ đầu tiên trong số 4 anh đây bước lên sân khấu biểu diễn. Và đó là một sự ưu ái rất là nồng nhiệt từ em. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho nghệ sĩ đầu tiên, đó chính là anh Tiến Cương. Trời ơi, gì kỳ vậy? Vì sự tự tin của anh. Tự tin gì? Hát cái... lên giọng mà... nào là anh ướm vô căn phòng đó một cách ngắn gọn luôn. Cái này gọi là mọi người đang cần cái năng lượng tích cực của anh. Bây giờ anh Cương phải cho chúng tôi được biết anh đã mang đến chương trình 2 bài hát gì. Tiến Cương chọn 2 bài nhạc có nhiều kỷ niệm với tuổi thanh xuân của mình. Đầu tiên là Một Lần Gian Dở. Là có nghĩa là trước khi mình lập gia đình là mình cũng một lần gian dở một lần. Còn sau khi mình có gia đình rồi mình phải trả nợ tình xa. Trả hết cho người. Rồi trả xong chưa? Thì trả chừng nào hết thôi. Bây giờ 2 bài này anh sẽ hát bài nào trước ạ? Hát Trả Nợ đi. Trả Nợ Tình Xa sẽ là tiết mục đầu tiên mà anh Tiến Cương mang đến. Và anh sẽ có 10 giây để anh suy nghĩ và đưa ra quyết định lựa chọn căn phòng cho mình. Thời gian của anh Tiến Cương bắt đầu. Khó dữ ta. Anh bấm số mấy? Số 4 đi. Và anh nhấn nút. Anh đã chọn căn phòng số 4. Bây giờ sẽ là Trả Nợ Tình Xa cùng với nghệ sĩ Tiến Cương và người chơi trong căn phòng số 4. Trả xong đời còn hữu không? Này gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta? Em ơi, anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, chờ mong mãi. Trả nợ đời, trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loa vì đợi tình xa, tóc rối bạc màu còn đợi yêu nhau. Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta? Anh ơi, anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này. Chờ mong cho mãi, trả hết cho người, trả luôn mất môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Trả hết cho người. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình dành cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Tiến Cương. Nếu quý vị chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. A hết đi các bạn ơi, A hết đi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này cho đến khi 8 tiết mục song ca của các người chơi và khách mời hoàn thành. Bây giờ chúng ta hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh. Lời đầu tiên cho phép Thanh Nga xin gửi tới lời chào thân thương đến 4 vị khách mời cũng như là khán giả trường quay và khán giả đang xem truyền hình một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Thanh Nga. Không biết công việc hiện tại của bạn là gì? Hiện nay thì công việc hiện tại của em cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng hiện nay đang công tác tại đơn vị của báo Tiền Phong ạ. Đúng ạ. Cảm ơn tiết mục đầu tiên của bạn. Bởi vì cái tiêu chí đến đây là hỗ trợ cho thí sinh tỏa sáng, mà nãy giờ anh ngồi một chỗ anh học bài với anh Thầm cầu nguyện là hôm nay anh đến đây anh hỗ trợ cho thí sinh chứ anh đừng có làm hại thí sinh. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy Tiến Cương hôm nay hỗ trợ hay là làm hại à? Thấy không? Khán giả ủng hộ chứng tỏ là mình hỗ trợ tốt. Vỗ tay là ủng hộ quá. Hỗ trợ, hỗ trợ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Em thấy một cái màn song ca rất là vui ạ. Cái giải trí đầu tiên thấy vui là thấy vui rồi đó. Vui từ đầu đến cuối, vui từ khi bắt đầu anh lên sân khấu em đã thấy vui rồi. Bạn Nga thì có một cái giọng hát rất nội lực và rất là chủ động. Bạn cũng chắc ấy, nên là bạn dẫn anh đi đến chỗ nào anh cần trả nợ hết. Là em thấy cái đấy là cái điều mà anh vượt qua được là rất là vui rồi. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ. Đây là một cái tiết mục mà mang tính giải trí rất là cao, có thể là sẽ là một cái tiết mục vui nhộn nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Bằng chứng là quý vị khán giả cho tràng pháo tay rất là nồng nhiệt đúng không ạ? Cho tràng pháo tay nữa vậy ơi. Em nghĩ là điểm cũng cao lắm đó nha. Dạ vâng, số điểm như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ biết, nhưng thích hay không là có đúng không quý vị? Đó. Cảm ơn Thanh Nga rất nhiều và Khanh chúc cho phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ thật là cao. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, trước khi đến với những tiết mục tiếp theo, Khanh mời chúng ta hãy cùng giải lao trong ít phút quý vị nhé. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Thưa quý vị, theo luật của chương trình thì bây giờ Khanh sẽ mời anh Tiến Cương lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo bước lên sân khấu biểu diễn. Không biết anh sẽ chọn ai ạ? Em nghĩ là bây giờ anh diễn viên hài thì anh nên mời diễn viên Minh Luân lên anh ạ. Không, mình đã... Hai diễn viên lên cùng nhau cho nó ngọt ngào, tình cảm. Trong 4 người đến tham gia hỗ trợ thí sinh ngày hôm nay thì Tiến Cương thấy Tuấn Nghĩa rất là hoạt ngôn, nụ cười luôn nở trên môi. Thì xin mời em lên thể hiện phần hỗ trợ cho thí sinh. Anh hy vọng rằng sẽ thật tuyệt vời. Vậy là Tiến Cương đã chọn ca sĩ Tuấn Nghĩa. Em run quá. Chúc mừng Nghĩa nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Tuấn Nghĩa chia sẻ về hai bài hát mà bạn mang đến ngày hôm nay. Xin mời. Hôm nay Tuấn Nghĩa mang đến đây hai ca khúc. Ca khúc đầu tiên là bài Tan và ca khúc thứ hai là Như Những Phút Ban Đầu. Như Những Phút Ban Đầu. Không biết Nghĩa sẽ bài nào trước. Trong phần này của Song Ca Giấu Mặt thì Tuấn Nghĩa sẽ chọn ca khúc Tan trước. Bây giờ Tuấn Nghĩa cũng sẽ có 10 giây. Thời gian 10 giây để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Bắt đầu. Xin mời, nhấn nút. Căn phòng số 1. Tuấn Nghĩa đã lựa chọn người chơi ở căn phòng số 1 và bây giờ là tiết mục Tag. Biết anh đã có ghi chắc nước mắt. And you know, mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để trọn đêm chẳng thể chợp mắt. Without you, cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần làn môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần vì sao. Bây giờ đây là anh muốn hát, hát, hát nhớ em người ơi. Anh muốn hát, muốn hát, muốn hát lên nhớ em người ơi. Được bên em, được yêu, được hôn, nhớ em nhiều quá. Thèm được bên em, được yêu, được hôn, nhớ em nhiều quá. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Quý vị nếu chọn hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Xin quý vị hãy bình chọn cho thí sinh buồng số 1. Mỗi lượt bình chọn của quý vị là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Tuấn Nghĩa nhé. Xin chào bạn. Dạ, trước tiên cho Thế Cường xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời. Cảm ơn anh Tuấn Nghĩa, các khán giả tại trường quay và khán giả đang xem đài, cũng như anh MC rất là dễ thương. Xin chào Thế Cường. Thế Cường đến từ đâu ạ? Dạ, em là người quê gốc ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Thế công việc hiện tại của Thế Cường là gì? Dạ, em ban ngày thì kinh doanh và ban đêm làm ca sĩ bán chuyên. Có vẻ như rất khiêm tốn. Không biết anh Quốc Thiên nghĩ sao? Lúc nãy anh Thiên có nói với Khanh là màu giọng của Thế Cường rất đẹp. Cường thì anh cũng thấy rất là thú vị với giọng hát của em. Khi mà em hát cái quãng trung trầm ấy, rất là bắt mic. Nhưng mà khi lên cao thì lại rất là sáng. Và khi mà anh nghe hát với Nghĩa thì anh thấy là hai người rất là ăn ý với nhau. Cho Tiến Cương có ý kiến về tiết mục của bạn Thế Cường. Thì đầu tiên thì Tiến Cương thấy cái bài này là một bài tương đối khó. Dạ vâng. Về mặt kỹ thuật. Và bản thân Cường thì đã thể hiện nó chứ là hết sức mình rồi. Nhưng mà cái nghề ca sĩ hay nghề diễn viên của mình đó là nó là một cái chặng đường rất là dài. Anh nghĩ em nên trau dồi thêm về cái kỹ thuật thanh nhạc, về cái nhã chữ á. Em nên học anh Tuấn Nghĩa. Ngay cả ngoài đời ổng nói chuyện cũng đã điệu rồi. Hả? Nói chuyện cảm xúc. Anh ơi, em có điệu đâu. Cũng là một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng đây sẽ là những cái kinh nghiệm và cũng là cái hành trang rất là quý báu để cho Cường có thể áp dụng vào công việc của bạn. Em xin gửi lời cảm ơn đến các vị khách mời cũng như anh Tuấn Nghĩa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vài phút giải lao trước khi tiếp tục chương trình quý vị nhé. Quý vị đã quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ Khanh mời ca sĩ Tuấn Nghĩa sẽ tiếp tục lựa chọn nghệ sĩ bước lên sân khấu biểu diễn. Anh Minh Luân. Anh Minh Luân, anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai bài hát của anh là gì ạ? Ca khúc đầu tiên là bài Khóc Thầm của nhạc sĩ Lâm Phương. Khóc thầm, sẵn sàng rồi mà khóc thầm. Còn bài thứ hai ạ? Bài thứ hai là bài Vọng Cổ Buồn của nhạc sĩ Minh Vi. Dạ, không biết là anh Minh Luân sẽ hát bài nào trước? Khóc Thầm. Khóc Thầm. Khóc trước. Anh Luân cũng sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra quyết định lựa chọn căn phòng nào nhé. Thời gian bắt đầu. Mời anh Minh Luân nhấn nút chọn. Anh đã lựa chọn căn phòng số 7. Bản thân mình chọn những ca khúc nó cũng mang âm hưởng bolero trữ tình, cho nên là chọn một cái người phụ nữ nhẹ nhàng hát cùng mình, nghĩ là chắc là sẽ có một cái tiết mục thú vị cho khán giả. Và Khanh hy vọng rằng tiết mục Song Ca này sẽ thật là tuyệt vời nhé. Bây giờ sẽ là Khóc Thầm cùng với nghệ sĩ Minh Luân và người chơi trong căn phòng số 7. Tiên em đi rồi, anh về gác lành điều ngoài trời trắng to mà sao ướt đôi tay mềm bóng đêm ngỡ ngàng vì quạnh khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng bây giờ lìa nhau. Em yêu ơi từ nay cách biệt giờ này sao lắm thương đau. Trò chuyện nhiều hơn với cô gái này, Khanh mời quý vị khán giả tại trường quay sẽ bắt đầu bình chọn. Chúng ta có 10 giây. Nếu chọn nhấn phím A và không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Thời gian đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Em hãy giới thiệu về mình cho tất cả quý vị được biết. Dạ, em tên là Phạm Quỳnh Như ạ. Lời nói đầu tiên thì cho phép em xin được chào 4 vị khách mời và cùng tất cả các anh chị đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào Phạm Quỳnh Như. Công việc hiện tại của Quỳnh Như dạ, có phải là ca sĩ? Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay bạn hát với anh Minh Luân, bạn cảm xúc như thế nào? Dạ thì em cũng rất là bất ngờ khi được hát chung với anh Luân. Tại vì em và anh cũng có hợp tác với nhau ở ngoài rồi anh ha. Dạ. Dạ. Energy diễn rất là mùi mẫn. Đây là cô em gái bé nhỏ của Tuấn Nghĩa. Từ cái thời mà Tuấn Nghĩa vừa mới vào trong thành phố Hồ Chí Minh này thì đây là một trong số những nhân vật mà Tuấn Nghĩa gặp đầu tiên ở các cái phòng trà. Thì thời đấy thì Quỳnh Như còn bé lắm. Thanh mời anh Quốc Thiên tiếp tục nhận xét về tiếng hát của Quỳnh Như. Tôi thấy là Thiên cảm giác như là anh luôn với bạn Quỳnh Như đã được tập luyện trước hay sao ấy. Em cũng rất là ganh tị về khoản đấy, mùi mẫn của anh ha, Tiết Cương ha. Đến ôm eo, vuốt má, rồi chỉnh cổ áo. Nói chung là rất là mùi mẫn, rất là ăn ý với nhau á. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Và Khánh xin thay mặt cho ekip của chương trình đính chính lại một lần nữa, chương trình của chúng tôi không hề có bất cứ một sự sắp xếp nào từ trước. Các khách mời và các người chơi hoàn toàn không gặp nhau. Dạ, không biết anh Tiết Cương cảm xúc như thế nào? Tiết Cương cảm ơn hai bạn đã cho một tiết mục rất là tròn, rất là hay. Thì hai bạn chị biểu diễn về thật sự là rất là xuất sắc. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Tiết Cương. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho tiết mục này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vài phút giải lao trước khi tiếp tục chương trình. Quý vị nhớ đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Thì anh Quốc Thiên sẽ là nghệ sĩ tiếp theo biểu diễn. Anh Thiên sẽ chọn bài gì trong số 2 bài hát mà anh mang đến? Hôm nay Thiên sẽ hát 2 bài hát, đó là Đừng Như Thói Quen và Nỗi Lòng Người Đi. Nỗi Lòng Người Đi. Thì bài đầu tiên sẽ là Đừng Như Thói Quen. Thì muốn chọn một bạn nữ. Anh có 10 giây. Ok ha, để mình suy nghĩ kỹ hơn và đưa ra quyết định. Ok. Thời gian của anh Quốc Thiên bắt đầu. Anh Thiên nhấn nút. Số 2, anh Quốc Thiên đã lựa chọn căn phòng số 2. Bây giờ là ca khúc Đừng Như Thói Quen. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. chọn của quý vị dành cho cô gái vừa Song Ca với anh Quốc Thiên. Chúng ta có 10 giây, nếu chọn nhấn phím A, không thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. A nào, A nào, A nào. Mọi người ơi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào anh Bạch Công Khanh ạ. Và lời đầu tiên xin cho em được gửi lời chào đến ban khách mời, quý vị khán giả ngồi ở trường quay và xem truyền hình ở chương trình Song Ca Giấu Mặt. Tên của mình là Nhi Nhi. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào Nhi Nhi, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quốc Thiên ơi, đây có phải là một tiếng hát mà anh mong muốn trong tiết mục này hay không? Nhi Nhi là một cô gái rất là xinh đẹp. Và anh em mình rất là lâu rồi mới gặp lại nhau, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay rất là bất ngờ khi gặp lại em ở đây. Anh quá là vui là vì sao Nhi Nhi là một cái giọng hát mà Thiên từng gặp trong những cái show diễn thôi. Nhưng mà rất là ấn tượng với giọng hát của Nhi Nhi. Hát rất là chắc, rất nhiều cảm xúc. Và có một cái ngoại hình rất là xinh đẹp và rất là chăm chỉ nữa. Post những cái clip trên YouTube này kia. Và ngày hôm nay hát với Nhi, Thiên rất là an tâm khi mà nhìn thấy Nhi bước xuống. Thiên bảo wow, Thiên nghĩ là mình sẽ có một cái màn Song Ca rất là ăn ý ngay sau đây. Và đúng là như vậy. Mọi người thấy Nhi Nhi hát hay không ạ? Cảm ơn Thiên, cảm ơn quý vị khán giả. Sao hú nhỏ vậy? Hát hay không ạ? Nhi Nhi hát hay không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe phản hồi của ba vị khách mời còn lại. Đối với Tuấn Nghĩa thì đây là một cái tiết mục không còn gì để nói ngoài cái từ tuyệt vời nữa. Cái đoạn mà vào điệp khúc á, anh Quốc Thiên có bè cho em, tự nhiên lúc đó là giống như là đúng là cái người mà hỗ trợ cho em á, lúc dạ, là đẩy em càng ngặt lên cao mà cảm thấy thăng hoa. Lớp nhau ta đâu có hay, đừng để yêu thương kia rơi lăn nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Là cái thời điểm đó, lúc đó là mình xem như là cái khoảnh khắc đó nó giống như kia là khoảnh khắc xuất thần ở trên sân khấu. Những tràng pháo tay của quý vị cho khán giả dành tặng cho Nhi Nhi cũng đã nói lên tất cả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời ạ. Thưa quý vị, và đây là tiết mục Song Ca cuối cùng của phần 1 ngày hôm nay. Và tính cho đến thời điểm này có một con số rất là hấp dẫn Khanh muốn tiết lộ với quý vị. Trong 4 người chơi có một người nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 95%. Tuy nhiên con số này chưa chắc là con số cao nhất, bởi vì những điều hấp dẫn và những tiết mục Song Ca kịch tính vẫn còn ở phần 2 trong tuần sau. Thưa quý vị, như vậy là phần 1 của tập Song Ca Giấu Mặt lần này đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đã dành cho chương trình của chúng tôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau quý vị nhé, cũng 21 giờ thứ Bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Song Ca Giấu Mặt là chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega TS thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Căn phòng bí ẩn còn lại sẽ tiếp tục được bật mở. 4 nghệ sĩ khách mời lại được chọn ngẫu nhiên tiếp các giọng hát vẫn còn đang ẩn giấu. 4 giọng ca mới, 4 người chơi này sẽ phải luôn sẵn sàng hát bất cứ bài hát nào trong 4 bài hát còn lại. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, dù cho tháng năm kia đổi thay, khi mới thương nhau anh hay nắm tay rằng xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Nhưng họ sẽ không biết hát với ai, hát bài hát gì và hát vào lúc nào. 2 người chơi nào sẽ bước tiếp vào vòng song đấu để trở thành người chơi chiến thắng sau cùng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Và Công Khanh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và hôm nay là phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức giọng hát của 4 người chơi còn lại. Và tất cả những điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước, những ẩn số mà tất cả chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Trước hết, mời quý vị hãy xem lại những hình ảnh rất đẹp của tuần trước. Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời. Yêu nhau còn thương nhau mà phải xa nhau rồi. Ngày mình xa nhau em khóc theo bóng anh đi. Đó là những hình ảnh của tuần trước. Và để bắt đầu phần 2 sẽ là sự lựa chọn của anh Quốc Thiên. Không biết anh sẽ chọn nghệ sĩ nào tiếp tục lên sân khấu biểu diễn? Anh Minh Luân ạ. Dạ, anh Quốc Thiên đã chọn anh Minh Luân. Ca khúc còn lại của anh Minh Luân mang đến chương trình là Vọng Cổ Buồn. Và chúng tôi cũng rất là thắc mắc không biết anh sẽ chọn người chơi trong căn phòng nào để song ca với anh bài này. 10 giây của anh suy nghĩ và đưa ra quyết định. Bắt đầu. Các cô gái và các chàng trai chuẩn bị. Vòng cổ 8. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc Vòng Cổ Buồn với phần thể hiện của diễn viên Minh Luân cùng với người chơi trong căn phòng số 8. Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn, nước nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sóng lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim nguyên đang đón gió thu về. Giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Dương Ánh ạ. Và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh, nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? Anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm, đúng không quý vị? Dạ, em... Vậy là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ. Thế thì bình thường Ánh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi là rất là ngọt ngào và Thiên thấy rằng là anh Minh Luân rất là thân thiện đấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh Luân cũng vậy, cũng rất là trầm ấm và nó làm cho người ta xao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc Thiên. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là Ánh là người miền Tây hay là người ở trong Nam, cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất có nhiều là người Tây. Có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. Giọng của anh Luân thì không nói làm gì nữa rồi. Em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm á, tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn Ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không, thân thiện. Dạ đúng rồi. Thực ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của Ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe Vọng Cổ Buồn? Không, anh cười tên Tiến Cương. Thật sự thì Tiến Cương cũng rất bất ngờ về bạn Ánh, bởi vì Tiến Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn Ánh hát thì Tiến Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn hát cũng rất là nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá em bị khớp hay sao. Vậy hát chung với anh Tiến Cương là cảm tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất đó là ca khúc Một Lần Giang Dở. Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Còn bây giờ thì Khanh mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục đến với vài phút giải lao trước khi tiếp tục chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Tiếp theo Khanh mời anh Minh Luân sẽ lựa chọn nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn. Thì thôi em xung phong. Rồi. Vậy thì anh sẽ chọn Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa ơi, ca khúc còn lại của bạn là Như Những Phút Ban Đầu. Và Khanh hy vọng rằng Tuấn Nghĩa sẽ chọn được một người chơi ăn ý với bạn nhất trong ca khúc này nhé. 10 giây, bắt đầu. Xin mời Nghĩa nhấn nút chọn. Bạn đã chọn căn phòng. Biết ngay mà. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức Như Những Phút Ban Đầu với tiếng hát của Tuấn Nghĩa và người chơi trong căn phòng số 5. Theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn Thưa quý vị, bây giờ là 10 giây dành cho quý vị. Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nghĩa, các vị ca sĩ khách mời, khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em tên là Văn Thảo và hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Khanh chào Văn Thảo. Công việc chính của Văn Thảo hiện tại là gì? Dạ, công việc chính của em là em làm văn phòng ạ. Và bữa tối thì em có đi hát thêm một số các tụ điểm của Ascotic ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát của Văn Thảo. Khanh xin mời các khách mời ạ. Tự dưng không biết sao thấy em ấy khớp ngay cái thời điểm đầu. Khanh nghĩ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hai bạn song ca với nhau. Có một phần hình như là bạn ấy cũng đang hơi có một chút hồi hộp. Tính thấy câu đầu tiên bạn vô rất là mềm, rất là tình cảm. Sau càng ngày em càng lại mất đi cái đấy. Dạ thật ra thì em hát với anh Nghĩa thì em rất là run. Anh Nghĩa vậy là anh Nghĩa bớt múa lại để cho em khỏi hồi hộp. Người ta vừa xuống cái anh múa một đường rồi người ta lại hồi hộp hơn. Thảo ơi, trước đây bạn đã từng tham gia một cuộc thi hát nào chưa? Dạ trước đây thì em chưa từng tham gia. Thế đây có phải là sân khấu lớn đầu tiên bạn đứng biểu diễn không? Dạ đây là lần đầu tiên của em ạ. Wow. Thế thì là hồi hộp đúng rồi. Thế là chuyện đương nhiên rồi. Và khi xem hai bạn biểu diễn thì Tiến Cương có cảm giác như là chìm đắm vào trong câu chuyện của hai bạn. Hai bạn rất là truyền cảm và rất là hút khán giả. Bạn Văn Thảo, với giọng hát của bạn thì tôi cảm thấy bạn rất là đáng yêu. Và cứ giữ như vậy nhé. Và thật sự là tôi rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Trong số 8 bài hát mà bạn chuẩn bị á, thì bạn thích nhất ca khúc nào? Em thích nhất ca khúc Trả Nợ Tình Xa. Có vẻ như bài hát ngày hôm nay của anh Tiến Cương đánh đúng tâm lý của quá nhiều người. Đúng. Bây giờ bạn có thể gửi tặng cho chúng tôi một câu trong Trả Nợ Tình Xa được không? Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả sống đời còn hư không. Khanh nghĩ rằng với bài hát nào thì tiếng hát của bạn cũng hay hết á. Bây giờ Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Tuấn Nghĩa. Bạn sẽ chọn nghệ sĩ nào tiếp theo? Em chào anh Cương. Từ tuần trước là anh cứ đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Nhấp nhổm. Cho nên bây giờ em xin long trọng mời anh lên sân khấu ạ. Nghệ sĩ Tiến Cương. Thưa quý vị, và ca khúc anh Tiến Cương sẽ biểu diễn là Một Lần Gian Dở. Chỉ còn có 2 căn phòng nữa thôi. Anh vẫn có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn. Thời gian dành cho anh Tiến Cương bắt đầu. Em đã nhường số 6 lại cho anh rồi đấy. Anh cứ mạnh mẽ lên thôi. Mời Tiến Cương quyết định. Anh chọn căn phòng số 6. Biết ngay mà. Là một cô gái. Hy vọng rằng đây sẽ là một tiết mục thật sức mướt. Xin mời anh. Chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. giữa đường thì cũng xem như chẳng quên. Còn nói gì nữa à? Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, xin mời. Khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Thanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Kim Oanh xin gửi đến bốn vị khách mời, tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả xem đài truyền hình một lời mến chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Kim Oanh. Anh Tiến Cương, anh có thích tiếng hát này không? Thật sự cái giọng ca của Kim Oanh rất là ngọt ngào và Tiến Cương nghe cảm thấy nói chung rất là coi như là mê đắm trong giọng hát của cô ấy. Đó là suy nghĩ của anh Tiến Cương. Không biết các khách mời còn lại nghĩ sao? Con mắt của anh nó hiếp lại không thấy đường luôn kìa, thấy không? Lại không thấy đường luôn, anh cười không? Lúc đầu đề nghị chỉ nói vô chuyên môn, không nói chuyện ngoài lề. Không, thật ra là một cái ca khúc mà mình luôn cảm thấy là rất là tròn trịa và nó mang tính giải trí rất là cao. Thiên thấy là bé Oanh là một người rất là tự tin đấy. Bước xuống cất giọng lên một cái là chính xác luôn. Rồi cái giọng cũng rất là bắt mic nữa. Cái sự bình tĩnh của em rất là đáng khích lệ. Là vì em cũng hòa vào được với cái tinh thần của anh Tiến Cương luôn. Thật sự thì khi hát Song Ca với Kim Oanh bài này, Tiến Cương thực sự rất là tiếc. Bởi vì Tiến Cương cảm thấy cái bài hát này chưa có đất để cho Kim Oanh thể hiện hết cái nội lực và cái giọng ca của mình. Cảm ơn Kim Oanh rất nhiều. Và Khanh hy vọng rằng số phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ là một con số mà bạn vừa ý nhất. Còn bây giờ thì hãy cùng Khanh đến với vài phút giải lao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ chỉ còn mỗi anh Quốc Thiên là chưa biểu diễn ở phần này. Và anh chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Và bây giờ anh sẽ hát cùng người chơi trong căn phòng số 3 ca khúc Nỗi lòng người đi. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục này. Tháng vẫn trôi giữa dòng đời. vị khán giả ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Quốc Thiên. 10 giây, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin cảm ơn tiết mục rất là tuyệt vời vừa rồi. Khánh chào bạn. Em chào anh ạ. Em tên là Bùi Văn Đại. Em đến từ Ninh Bình. Và em xin phép dành lời đầu tiên của mình để gửi lời chào đến 4 vị nghệ sĩ khách mời, đến anh Bạch Công Khanh ạ. Em chào các vị khán giả trong căn trường quay ạ. Rất là may mắn khi em chọn được một cái giọng hát rất đẹp, rất cảm xúc, đúng không ạ? Rất là già dặn. Chúc mừng em. Anh nghe giọng em anh cũng rất là thích, là thú vị nữa. Em có cái giọng màu sắc này, có nhiều cảm xúc trong đấy nữa. Và cái bài hát mà ngày hôm nay anh chọn chắc không lẽ hợp với em đúng không? Em rất là thích đúng không? Dạ, vâng. Khanh không biết là công việc hiện tại của Đại là gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm vị trí trưởng phòng marketing của một nha khoa lớn ở Ninh Bình. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê thôi sao? Em cũng đã từng đi hát rồi, nhưng mà em nghĩ là bản thân mình nó thiếu nhiều cái quá để có thể mình trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng. Vì thế nên em vẫn cứ đau đó cái niềm đam mê, và em đăng ký vào đây chương trình này tại vì em luôn có niềm khao khát được đứng trên sân khấu, được hát. Cảm ơn Bùi Văn Đại rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời còn lại. Xin mời. Anh thấy Đại thể hiện rất là tốt, cộng thêm một cái sự trợ giúp mà phải nói là hết năng lượng của Quốc Thiên. Phải nói là một cái bài nó quá là tuyệt vời, nhất là cái đoạn cuối cùng, tức là dẫn mọi người giống như là cuốn theo luôn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc mừng bạn Đại. Và bởi vì chính họ cũng chưa từng tập với nhau, chưa từng gặp nhau lần nào, nhưng sự ăn ý đó đã thuyết phục được tất cả chúng ta. Anh Tiến Cương thấy sao? Thật sự thì cái bài này thì Tiến Cương biết nó lâu lắm rồi. Và hai bạn trẻ thể hiện rất là cảm xúc. Và giọng ca của Đại thì rất là đầy đặn và rất là chuyên nghiệp. Và thưa quý vị, đây cũng là người chơi sau cùng đã lộ diện. Và bây giờ là thời gian để cho chúng ta chờ đợi kết quả cùng với Khanh. Quý vị nhớ đừng để mắt khỏi màn hình nhé. Đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để theo dõi kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho 8 người chơi sau 2 phần phát sóng. Chúng ta cùng đến với phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho các người chơi. Căn phòng số 1 và tiếng hát Võ Thế Cường. Võ Thế Cường đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 10%. Tiếp theo chúng ta cùng đến với căn phòng số 2 và tiếng hát Mạc Gia Nhi, hay còn gọi là Nhi Nhi. Nhi Nhi đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 95%. Tiếp theo là căn phòng số 3, tiếng hát Bùi Văn Đại. Phần trăm bình chọn của Bùi Văn Đại đã nhận được là 92. Wow. 96%. Và bây giờ là căn phòng số 4 với tiếng hát Thanh Nga. Thanh Nga đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Chúng ta cùng đến với căn phòng số 5, tiếng hát Trần Văn Thảo. Trần Văn Thảo đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Bây giờ là căn phòng số 6 với tiếng hát Kim Oanh. Kim Oanh đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho bạn là 3%. Bây giờ là căn phòng số 7 và tiếng hát Phạm Quỳnh Như. Phạm Quỳnh Như đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 93%. Và bây giờ là căn phòng số 8, tiếng hát Dương Ánh. Dương Ánh đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 93%. Thưa các vị, như vậy thì chúng ta biết được hai người chơi có phần trăm bình chọn cao nhất là hai người chơi ở các phòng số 2 và số 3, Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Còn bây giờ khách mời quý vị, chúng ta hãy gửi lời chào đến 6 người chơi còn lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với Song Ca Giấu Mặt. Xin chào tạm biệt Võ Thế Cường ở căn phòng số 1. Xin chào Thanh Nga căn phòng số 4. Xin chào Trần Văn Thảo căn phòng số 5. Xin chào Kim Oanh căn phòng số 6. Chúng ta gửi lời chào đến Phạm Quỳnh Như căn phòng số 7 và Dương Ánh ở căn phòng số 8. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là hai người chơi có phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay cao nhất là Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Bây giờ họ sẽ bắt đầu với màn song đấu là ca khúc song ca cuối cùng để tìm ra giọng ca giành chiến thắng. Theo như luật của chương trình, mỗi người chơi đến đây đều mang theo một ca khúc và chúng tôi sẽ sử dụng ca khúc của người chơi có phần trăm bình chọn cao hơn để làm ca khúc song ca của hai bạn. Chúng tôi sẽ chọn ca khúc của Bùi Văn Đại. Tuy nhiên Khanh vẫn rất muốn biết Nhi Nhi đã mang đến chương trình ca khúc gì. Và ngày hôm nay thì Nhi cũng đã chuẩn bị cho mình một ca khúc, đó là ca khúc Dầm Trong Tim. Dầm Trong Tim. Còn Bùi Văn Đại, ca khúc của bạn là gì? Đó là ca khúc Con Đường Màu Xanh. Con Đường Màu Xanh. Con Đường Màu Xanh là ca khúc mà hai bạn sẽ phải song ca với nhau. Và các bạn cũng sẽ có thời gian để chuẩn bị cho tiết mục này. Nếu như có quên lời thì vẫn yên tâm, chương trình sẽ chuẩn bị cho các bạn một giá nhạc. Bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta hãy dành ít phút cho đôi song ca này, họ có thêm thời gian để chuẩn bị nhé. Thưa quý vị, bây giờ là màn song đấu của Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Giờ đây trái tim đã xa lại. Thưa quý vị, và đó là tiết mục song đấu của Nhi Nhi cùng với Bùi Văn Đại và ca khúc Con Đường Màu Xanh. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay cũng sẽ có 10 giây để bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như chọn Nhi Nhi, quý vị nhấn phím A. Chọn Bùi Văn Đại, quý vị nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, và lát nữa đây chúng ta sẽ biết được kết quả. Còn bây giờ thì Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Quốc Thiên, bởi vì đây là hai người chơi đều đã từng song ca với anh trong Song Ca Giấu Mặt. Thiên rất là vui khi mà hôm nay Thiên may mắn được hát với hai bạn Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Hai bạn đã hát hết sức mình, rất đầu tư vào trong cái tiết mục của mình. Cái điều đấy là cái điều mà Thiên rất là trân trọng. Thiên rất là cảm ơn các bạn. Đại cũng rất là cố gắng. Cái giọng của Đại là đặc trưng là ấm áp ấy, nên là khi mà hát lên người ta có rất là có thiện cảm. Còn Nhi Nhi thì là một cô gái hát rất là chắc chắn. Và chúc mừng hai em Đại và Nhi ngày hôm nay nhé. Cảm ơn chia sẻ rất chân thành của anh Quốc Thiên. Trong cái thời gian ngắn thôi, Nhi đã xử lý được rất là tốt. Mình không có nằm trong cái vùng an toàn mà thoát ra cái vùng an toàn luôn, mà có thể feel được cái điều đó. Tôi xem hai bạn hát mà tôi cảm giác như là đây không phải là tiết mục hai bạn mới vừa tập. Cảm giác như hai bạn đã hát chung với nhau rất là lâu rồi, rất là tự tin. Theo cái ý kiến riêng của em ấy, thì ca khúc này Đại hát rất là tốt. Về Nhi thì em hát em rất là tự do, rồi em bè. Và bây giờ là các đoạn thu âm, xin mời. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thi thầm. Vì anh thương em như thương cây bằng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Hỡi hỡi cô lại đò, sao đành lòng quên bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa. Một thước tóc xõa ngang vai, hai thương đi đừng ô tang tình ta. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chẳng bao lời yêu đám nỗi hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên. Người xót xa buồn lòng phải không? Không sao bỏ phố lên rừng. Ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt. Cái ông số ai giọng nữ mà không diễn được. Như gợi niềm thương. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chính dài mười khờ thương em. Thưa quý vị, đó là 8 giọng hát của các người chơi. Và vì Khanh là MC của chương trình cho nên Khanh có một cái quyền được lựa chọn nghệ sĩ bước lên sân khấu trước. Và bằng tất cả sự ưu ái của mình, Khanh xin dành lời mời đầu tiên Bạch Công Khanh. Lần đầu là anh với em là em chọn anh rồi đó nha. Đừng có chọn anh nữa à. Đừng nha. Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn. Ủa sao ai em sợ vậy? Và lựa chọn của Khanh ngày hôm nay đó chính là anh Quốc Đại ạ. Và chúng ta sẽ nghe anh Quốc Đại chia sẻ về hai bài hát mà anh ấy mang đến trong chương trình này. Xin mời anh. Hôm nay là từ khi mà thấy những cái phòng chớp 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 là anh thấy là anh hợp bài rồi đó. Bài gì vậy anh? Đó là bài Duyên Tình. Và bài thứ hai là bài Một Đời Người. một rừng cây. Không biết là anh Quốc Đại sẽ hát bài này trước. Duyên tình trước. Anh Quốc Đại sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn người chơi trong căn phòng nào. Thời gian của anh Quốc Đại bắt đầu. Và xin mời anh nhấn nút. Anh đã chọn căn phòng số 6. Và bây giờ là tiết mục viết tên của ca sĩ Quốc Đại cùng với người chơi trong căn phòng số 6. Lúc gặp bên đường chữ cho vừa. Chẳng tham áo gấm hay nhà cao, mà chỉ tham anh chút công danh về sau, về sau, ý ý về sau. Chẳng tham má phấn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nếp na em trăm đường, trăm đường, ý ý trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm đầu, mến nhau cũng bởi mà đôi câu đã vâng. Đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài. Xây đắp tình thương chứ lâu dài, từ xa. Còn quý vị thân mến, mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quốc Đại cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ là hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. Và quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra lựa chọn cho mình. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn của khán giả sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh. Hãy tự giới thiệu về mình nhé. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới tất cả các khách mời, tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay và khán giả xem đài. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Ngân Ánh và em sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc và hiện tại thì em đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Hoàng Ngân Ánh, một tiếng hát rất là dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Chị chào em. Giọng hát em rất là dễ thương. Từ cái thần thái em bước xuống này, em giao lưu với anh Quốc Đại là chị thấy ở em một cái sự tự tin, rất tự tin và biết cách để giao lưu và làm chủ cái sân khấu của mình. Thật ra là khi mà anh Đại chọn em là chị biết là cái phần trình diễn của em sẽ được tỏa sáng, bởi vì giọng ca của anh Đại là quá hay về dân ca bolero rồi. Bởi vì cái này là ở ngoài hai đứa rất thân, không phải là mình lên đây mình khen bạn đâu, nhưng mà thật sự giọng của bạn đã hỗ trợ rất nhiều cho bạn Ánh ngày hôm nay. Bài hát hôm nay đối với em như vậy là chị rất thích và trọn vẹn rồi. Xin chúc mừng em. Em cảm ơn chị. Quốc Đại đã từng biết Ánh rồi và hôm nay thì hơi bị bất ngờ khi mà ép Ánh phải hát ca khúc này, và một cái ca khúc hoàn toàn không phải sở trường, mà Ánh thì chuyên về cái dòng trữ tình thôi. Thành ra hôm nay đối với anh thì Ánh đã làm rất là tốt, và với cái vẻ tự tin của Ánh trên sân khấu thì tuy là lần đầu tiên là hai anh em mình kết hợp cùng nhau một tiết mục mà anh cảm thấy em rất là nhanh, và với cái tinh thần này anh nghĩ em sẽ còn tiến xa nữa. Cảm ơn tiết mục đầu tiên của Hoàng Ngân Ánh cùng với ca sĩ Quốc Đại. Và thưa quý vị, tất cả những điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Kính mời quý vị chúng ta sẽ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với chương trình. Những nỗi đau dài ngày em lặng quên hết hay chọn nhớ thật nhiều rồi lại nhớ như sớm mai thức dậy. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng mà người biết mất như pháo hoa tàn, dùng thứ trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời còn mình nhắm. Nhắm mắt thấy mùa hè với tiếng hát của ca sĩ Thanh Lan. Thanh Lan xin trân trọng kính chào quý khán giả trong trường quay, xin chào bốn anh chị và tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình. Thưa quý vị, chị Thanh Lan cũng là một người trong ekip của chương trình và là chuyên viên thanh nhạc, người đồng hành và gắn bó rất là thân thiết với các người chơi trong chương trình này. Cảm ơn tiết mục rất là đặc biệt của chị. Thưa quý vị, ở mỗi tập của Song Ca Giấu Mặt, chúng tôi sẽ chào đón 4 nghệ sĩ khách mời. Họ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật. Và ngày hôm nay cũng Khanh chào đón ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách. Xin được chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin được chào đón nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Và xin chào đón ca sĩ Ngọc Liên. Xin chào bố anh chị ạ. Cảm giác ngày hôm nay của mình như thế nào khi mà quay trở lại chương trình? Rất hạnh phúc, rất hạnh phúc khi được quay trở lại chương trình. Và đặc biệt là gặp được các anh, các chị, những người mà bản thân Bách cũng rất là quý mến và đã có cơ hội làm việc với nhau trong những cái chương trình khác. Bây giờ là quay lại rồi, không có bỡ ngỡ nữa đúng không? Chút ít cũng có chút xíu kinh nghiệm. Và cũng mong rằng qua cái phán đoán của mình sẽ chọn được một cái bạn để phù hợp và mình hỗ trợ cho cái phần thi của bạn được tốt hơn. Sự trở lại này thì Liên càng háo hức hơn, bởi vì Liên biết là mỗi tập đều cuốn hút những bài hát hay. Hy vọng là mọi người được chọn ra cái thí sinh mà mình tâm đắc nhất. Tôi rất hãnh diện tôi được ngồi đây. Và cái chuyện mà các anh chị, các nghệ sĩ được ngồi đây, đó cùng chung một niềm hãnh diện. Mong rằng hôm nay tôi sẽ có một cái may mắn. Tôi ngồi kế bên Bách, Bách sẽ chia cho tôi cái may mắn để tôi sẽ chọn ra một cái thí sinh hợp ca với tôi. Cái bài mà tôi rất là yêu thích. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và Khanh hy vọng rằng những sự kết hợp của quý vị cùng với các người chơi sẽ thật là đồng điệu nhất trong Song Ca Giấu Mặt lần này. Cảm ơn các khách mời rất nhiều. Và như Khanh đã chia sẻ, mỗi khách mời khi đến với chương trình sẽ mang theo 2 bài hát và đăng ký các ca khúc này trước với chương trình. Và họ chọn ra 2 người chơi để song ca. 8 người chơi, mỗi người đến đây cũng sẽ chuẩn bị cho mình 1 ca khúc. Các ca khúc của người chơi sẽ được sử dụng sau khi chúng ta có kết quả sau cùng. 2 người chơi nào nhận được bình chọn cao nhất từ phía khán giả tại trường quay, chúng tôi sẽ lựa chọn ca khúc của người chơi có phần trăm bình chọn cao hơn. Bây giờ thì hãy cùng Khanh chào đón 8 người chơi ngày hôm nay. Mời! Thưa quý vị, cùng với 8 bóng dáng mà chúng ta đang thấy, chúng tôi sẽ tặng thêm 1 đoạn thu âm mỗi giọng hát của các người chơi. Và các nghệ sĩ khách mời chúng ta sẽ phải căn cứ vào những đoạn thu âm sẵn này để ướm vào những bóng dáng mà quý vị cho là nó thích hợp với nhau nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế. Số 7. Cánh phượng hồng ngẩn ngỡ, mùa hè đến trường, khắc nỗi nhớ trên cây. Chờ hết cho người, chờ luôn mất mũi nụ cười, chờ xuống đôi cồn hư không. Nhưng mà Liên quá vậy. Cả một trời yêu bao giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Số 8, số 4. Dù sóng bướm xanh đó đừng phủ nghĩa tàu khăn, đêm luống trong tình nhạc, ngày mỏi mòn như đã dòng phố. Đường xưa quen lối tình rồi người mang, tình duyên trăm mối một kiếp đã đoan. Để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu xa, cho anh thôi mệt mỏi nghĩ suy. Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dài dầu. Ngọt ngào quá. Thưa quý vị, Khanh sẽ giúp cuộc chơi của chúng ta bắt đầu bằng cách lựa chọn ra nghệ sĩ đầu tiên bước lên sân khấu biểu diễn. Người đầu tiên Khanh mời lên sân khấu chính là nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Chị mang đến bài gì vậy ạ? Vân Khánh sẽ đem đến chương trình 2 bài mang âm hưởng dân ca luôn, Bắc và Bắc Trung Bộ. Hoa Cau Vườn Trầu của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và Ca Dao Em Vợ Tôi của nhạc sĩ An Thuyên. Bài nào cũng rất là hay, rất hứa hẹn ạ. Không biết chị Vân Khánh sẽ hát bài nào trước? Hoa Cau Vườn Trầu là hát với Nam, Anh Linh Đường, phải không? Chị sẽ hát Hoa Cau Vườn Trầu trước. Chị Vân Khánh có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra quyết định lựa chọn căn phòng. Thời gian của chị bắt đầu. Xin mời chị. Căn phòng số 1 bây giờ sẽ là Hoa Cau Vườn Trầu. Mời quý vị thưởng thức. vườn chờ, chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cao bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nóng trầu nhuộm áo cho anh, một lá trầu xanh thắm tình em trắng phai màu. Hoa câu rụng trắng sân khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca nhưng mà các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Quý vị sẽ có 10 giây, nếu như chọn nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ thì hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Vâng ạ, và đầu tiên cho phép Hữu Phạm xin được gửi tới lời chào tới 4 vị khách mời cùng MC Bạch Công Khanh, cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong hội trường, toàn thể của khán giả đang theo dõi trên truyền hình ạ. Xin chào anh Hữu Phạm. Hú hồn luôn, hú hồn luôn. Nãy ngồi dưới nghe trên này có 3 người nam hát, không có ai hát cái dòng này hết trơn, cũng lo đúng không? Hên quá, hát cũng ngọt ngào quá trời luôn mà. Cảm ơn chị Vân Khánh ạ. Bây giờ anh Hữu Phạm sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh Kim Tử Long ơi, anh chỉ nói một điều thôi. Em khi mà em hát cái bài này đó thì những cái người mà người ta nghe về dân ca Bắc Bộ á, người ta sẽ rất là thích. Tại vì người Bắc phải ca giọng trầm như vậy á, thì thể hiện cái bài này nghe nó mới rất là đã tai. Em lợi thế, em có cái giọng đó và em ca với lại Vân Khánh đó, hai cái giọng nó rất là quyện với nhau. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Xin chào Hữu Phạm. Chào anh. Chúc mừng bạn và chị Vân Khánh đã có phần trình diễn. Bách phải nói đây là phần trình diễn. Vì từ đầu đến cuối nó rất là ăn ý, rất là ngọt ngào. Khi bạn cất giọng lên thì thực sự Bách cũng giống như anh Kim Tử Long. Bất ngờ, có một cái giọng bass. Với người Việt Nam mình thì cái giọng baritone bass nó rất là hiếm. Và nó cũng gây ấn tượng ngay từ đầu. Nó làm cho Bách nhớ đến những người bạn đã cùng hát chung với Bách cách đây nhiều năm. Và cái tình cảm bạn đặt trong cái bài hát này, nó thực sự nó rất là hợp. Khi nghe cái phần song ca này thì rõ ràng là mình tưởng tượng đây là đúng là một chàng trai sắp đi lính và cô gái đang rất quyến luyến cái tình cảm của chàng trai đó. Rất may mắn hôm nay cho chị Vân Khánh là chọn đúng được một cái đối tác mà Bách nghĩ là nó hoàn hảo cho cái bài hát này, cho phong cách của hai người ngày hôm nay. Chúc mừng chị và chúc mừng Hữu Phạm. Tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Ngọc Liên. Ủa giờ mình nói là như trên được không? Hai người nói hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thêm chút xíu nữa thôi là em ra tác phong của em, trời ơi, lịch lãm, đứng sáng với lại chị Vân Khánh luôn. Mà cái bài này lúc mà Vân Khánh hát lên một cái là chị cũng đang tò mò coi em có đáp lại được với chị Vân Khánh hay không. Mà thật sự cái sự hỗ trợ của chị Vân Khánh đã giúp cho em rất nhiều trong ngày hôm nay, để mà em có được một đêm thật là tỏa sáng. Chúc mừng em. Xin một câu nữa được không ạ? Tại vì lâu lắm em mới nghe lại chị Vân Khánh hát. Thực sự là cái phong độ thì nó vẫn như ngày nào. Cái đẳng cấp thì khỏi nói rồi. Nhưng cái phong độ chị với bản thân em là một trong những giọng nữ em yêu thích ở dòng nhạc mang hồn dân ca. Và thực sự là cảm ơn chương trình hôm nay là em lại được nghe chị hát lại một lần nữa. Người ta nói là như là nhai nút đĩa luôn. Rất hay. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Chút xíu vô trong chị mời em cà phê. Cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời để dành cho tiết mục của Hữu Phạm và chị Vân Khánh. Và thưa quý vị, những phần hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Bây giờ thì quý vị hãy cùng Khanh giải lao trong ít phút trước đã. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ Khanh mời chị Vân Khánh sẽ lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo lên sân khấu biểu diễn. Bây giờ sao ta? Nhìn gì nhìn, mới hát nữ rồi bây giờ nam đi. Ủa biết đâu được, mình cũng làm lại cho lạ đúng không? Nữ bình thường mà. Đâu có cái nguyên tắc nào nữ xong là phải tới nam đâu ạ. Mặc dù là bạn thân nhưng mà mình cũng phải cho nó công tâm một chút. Bạn thân chắc có bền lâu. Bạn thân thân ai nấy lo. Thế vậy chứ xin mời anh Long. Dạ anh Kim Tử Long. Cảm ơn em. Dạ anh đã mang tới bài gì ạ? Hôm nay thì anh sẽ mang đến hai bài, một là Lời Cuối Cho Tình Yêu. Anh có một cái kỷ niệm rất lớn với cái bài hát này. Và bài hát thứ hai đó là bài Trở Về Cát Bụi. Anh sẽ hát bài nào trước ạ? Không lẽ giờ vô Trở Về Cát Bụi liền sao? Cho nó tươi tắn xuống đi. Vậy thì Lời Cuối Cho Tình Yêu trước. Lời Cuối Cho Tình Yêu cho nó vui. Bây giờ là 10 giây để anh quyết định. Thời gian của anh Kim Tử Long bắt đầu. Anh đã chọn căn phòng số 7. Chúng ta sẽ đến với Lời Cuối Cho Tình Yêu cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và người chơi trong căn phòng số 7. Wow. Wow. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chưa liên tiếp vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta cho nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên? Ngồi chờ 3 ngày rồi mà không chịu ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em, anh ngồi đây chờ 3 ngày rồi. Dễ thương. Em ơi, em đừng có giận anh vậy mà. Tại hôm qua anh đi trễ chút xíu đâu nào. Chia tay xa nhau từ đây chăm sóc không quên nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Chẳng vẫn vương, chẳng buồn, lời sẽ không ướt đi. Em ơi, lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối chớ nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh Em ơi đừng giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quên nhau cho lại qua màu cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh biết mà. Anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương, chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi. Em ơi em ơi lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm giữa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần cuối nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hối anh phải quên em sao, hình bóng thân ấy không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên. Đã chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hối anh phải quên em sao, hình bóng thân ấy không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng. Em ơi, cái chiếc hôm trước là chiếc giả, còn chiếc này chiếc thiệt nè. Em I love you. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép Giáng Tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giáng Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giáng Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long. Là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này thật sự ra bài hát này rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với anh Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười, em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Ngọc Liên. Hay quá, Giáng Tâm không có phân tâm. Giáng Tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nói thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á. Chị phải bái phục em. Em diễn như không diễn gì đó. Trời, chị tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộ không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này có nhã chữ rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Thưa quý vị, bây giờ thì Khanh mời quý vị chúng ta sẽ đến với vài phút giải lao trước khi quay trở lại chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn tiếp theo dành cho anh Sĩ Luân. Anh sẽ chọn ai trong số 3 vị khách mời còn lại? Ngày hôm nay thì Sĩ Luân lại muốn chọn một người anh trong nghề một ngôi sao ca nhạc với giọng hát hết sức trong trẻo, ca vút, ngôi sao Quốc Đại là tiến lên sân khấu. Đó là sự quyết định của anh Sĩ Luân. Anh đã chọn nghệ sĩ Quốc Đại. Không biết anh Quốc Đại sẽ chọn vị trí nào trong 3 vị trí còn lại. Và anh sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình. Xin mời. Số 7, số 7, số 7. Số 7. 3. Xin mời anh bấm nút. Anh Quốc Đại đã chọn căn phòng số 1. Số 1. Chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, Ngày Vui Qua Mau, với phần thể hiện của nghệ sĩ Quốc Đại cùng với người chơi ở căn phòng số 1. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp kiếp. Em ơi tìm đâu xa nữa em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ, yêu đương cũng như là mây bay qua. Tầm tay mơ trên núi xa em ơi, mùa xuân đang có trong tay, một mùa xuân thật nan vui, yêu đương chắc cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu vào rời xa giông bão, vui như tháng năm không xa, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu, đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Gió rời xa giông bão, vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu, vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Hay quá. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiết mục Song Ca này. 10 giây, bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và số điểm này chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với chàng trai vừa song ca với anh Quốc Đại. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Mạnh Nguyên xin chào tất cả quý vị khán giả và chào bốn vị khách mời và chào anh Khanh. Em tên Mạnh Nguyên, em cũng là ca sĩ tự do. Dạ, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Xin chào Mạnh Nguyên. Bài hát vừa rồi thật sự giọng hát của hai người rất là hợp nhau luôn. Đây là một trong những bài hát gọi là bài hát mẫu của dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Và Mạnh Nguyên phải cảm ơn anh Quốc Đại là bởi vì thế này. Cái phần solo của anh Đại hát rất là nội lực. Và đến khi Mạnh Nguyên cất tiếng hát thì dòng ấy là một cái dòng bay bổng, nhẹ nhàng. Và Quốc Đại rất là thông minh, đã hát nhẹ lại. Tức là Quốc Đại không còn hát 100% công lực nữa. Và những nốt cao, những cái chỗ mà chồng lên cao, luyện lấy cao thì Quốc Đại không còn hát bằng nội lực thẳng nữa, mà em pha qua giỏ, dạ thanh để nương theo cái tiếng hát. Thành ra là hai anh em rất là hòa quyền luôn. Nên là một lần nữa anh muốn nói rằng là anh rất là yêu Quốc Đại và cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Và Khanh hy vọng rằng số điểm mà quý vị khán giả dành cho bạn sẽ thật là cao, giúp bạn có thể đến được với màn song đấu cuối cùng. Dạ, cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quyết định của anh Quốc Đại. Anh sẽ chọn chị Ngân Quỳnh hay là anh Long Nhật? Chị ngồi kế bên em đó. Dạ rồi. Không ý kiến gì được nữa. Dạ em mời chị. Anh Quốc Đại đã chọn chị Ngân Quỳnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của chị Ngân Quỳnh. Chúng tôi chỉ còn hai vị trí số 7 và số 8. Không biết chị sẽ chọn căn phòng nào. Thời gian dành cho chị Ngân Quỳnh bắt đầu. À. Số 8. Như vậy thì cô gái đứng ở căn phòng số 8 sẽ song ca với chị Ngân Quỳnh ca khúc Đêm Lao Sao. Xin mời. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tôi là chúa của tôi. chợt nghe như tiếng anh cười cỏ cây như muốn níu chân nhẹ nâng câu hát ban đầu gió xưa tuyệt vời một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao thiên hạ bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt đêm đông cô đơn vắng ai cơn mưa lao xao cơn mưa nhé cho hạt mưa rơi không thầm anh đang nơi đâu anh thương nhớ ai bao đêm cô đơn vắng anh mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi cho hạt mưa rơi hết buồn tình yêu những cánh chim trời vụt bay theo sóng mãi trôi để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ đêm khuya có thấu hay chăng lẻ loi tôi đang ngóng trông nhìn mây mưa cứ trôi hoài hát cao câu hát ban đầu giàu xưa tuyệt vời một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao thiên hạ bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao thiên hạ bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt. Mặc dù là một ca khúc về mùa đông nhưng mà hai cô gái của chúng ta mặc đồ rất là quyến rũ. Cảm giác như là không hề lạnh một tí nào cả. Chỉ có chúng tôi lạnh giá trong tâm hồn thôi. Quá trời đó, đất luôn à. MC thiệt là déo miệng déo mồm. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với cô gái đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ em xin được chào các anh chị khách mời ạ. Và em xin được giới thiệu em tên là Minh Phương. Và trong một số khách mời ở đây thì có một đồng hương của em. Đó là anh Long Nhật à. Em là con gái Huệ. Chỉ một chiếc lá rơi cũng làm em hoang sơ. Khi em bước ra là anh hoàn toàn yên tâm. Bởi vì anh đi về với Minh Phương rất là nhiều. Ngoài Trung, ngoài Bắc, rồi trong thành phố Hồ Chí Minh. Và anh đã hiểu được dòng hát của em. Mà may mắn quá, chị Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chọn em. Và hai tiếng hát nữ trầm anh tố khàn khàn này thì chắc chắn Đêm Lao Sao là một phiên bản rất đáng nghe, một màu dấu ấn rất đẹp trong Song Ca Giấu Mặt lần này. Em xin cảm ơn anh Nhật. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Ngay từ câu đầu tiên của Đêm Lao Sao, chị Ngân Quỳnh cất lên là chúng ta đã bị rụng rời con tim rồi. Cái này là em chia sẻ thật. Và không biết là anh Thị Luân có cùng cái cảm giác đó giống Khanh hay không? Hôm nay nghe chị hát những bài về lãng mạn, ballad trữ tình thì giọng chị bao nhiêu năm nó không thay đổi, vẫn rất là lực, rất là mạnh. Tuy là giọng của chị là một cái bậc đàn chị rất cách xa với các bạn nhưng mà là vẫn hòa quyện được cái bài hát này. Nó giúp khoảng cách giữa các thế hệ gần nhau. Em hát song ca với chị Ngân Quỳnh giống như là những đồng nghiệp với nhau và cùng thời với nhau. Và em tận dụng được cái quãng giọng của mình. Em làm cho cái quãng giọng của mình nó đầy. Nó không cần phải cao nhưng mà khi mà nghe là nó vẫn có độ sáng trong đấy. Và anh thích những cái chỗ nhấn nhá của em. nó tạo cái cảm xúc cho cái người nghe. Em đã hóa thân vào cái người con gái trong cái bài hát này. Xin chúc mừng em một bài hát rất hay. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân. Mặc dù đó là những lời khen nhưng phản phất đâu đó trong ánh mắt của anh ấy chúng tôi cũng thấy đầy sự tiếc nuối. Phải chi mình chọn được cô gái Minh Phương song ca với mình anh nhỉ. Và tiếp theo Khanh xin mời quý vị chúng ta giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn của ca sĩ Khánh Ngọc. Không biết chị sẽ chọn nghệ sĩ nào tiếp theo bước lên sân khấu? Em xin được chọn... Quỳnh. Bây giờ Duyên Quỳnh sẽ cho chúng tôi biết hai ca khúc mà bạn chuẩn bị nhé. Bài hát đầu tiên em mang đến chương trình đó là Liên Khúc, Tình Khúc Cho Em và Cho Lần Cuối. Còn tiếng một thứ hai đó là Giấc Mơ Cánh Cò. Đây là cũng là một bài hát em rất là thích. Cảm ơn Duyên Quỳnh rất nhiều. Bây giờ thì không biết Duyên Quỳnh sẽ lựa chọn căn phòng nào. 10 giây của Duyên Quỳnh bắt đầu. Rồi, số 4 đồng nghiệp đó kìa. Xin mời Duyên Quỳnh nhấn nút. Bạn đã lựa chọn căn phòng số 1. Thưa quý vị, bây giờ là Liên Khúc, Tình Khúc Cho Em, Cho Lần Cuối với tiếng hát của ca sĩ Duyên Quỳnh cùng người chơi trong căn phòng số 1. Bàn tay nắm ngón xa cách với vợ chồng. Chắc mắt môi ngỡ ngàng không ra buồn thương đau. Ngày mai ta không còn thấy nhau, ngày mai ta không còn thấy nhau, ngày mai ta không còn thấy nhau. Chào có tay nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào anh. Anh hãy tự giới thiệu về mình nhé. Chào tất cả bạn khách mời và tất cả các khán giả của chương trình. Mình là Duy Long. Xin chào các bạn. Anh xin chào anh Duy Long. Cho Khanh hỏi công việc hiện tại của anh là gì? Công việc hiện tại thì anh kinh doanh, nhưng song song đó thì anh vẫn đi hát. Dạ. Ngày hôm nay hát với một cô gái đẹp thì anh có bị khớp lắm không? Lúc đầu là cũng khớp, nhưng mà khi mà thấy Quỳnh giao lưu đồ hợp quá thôi hết khớp luôn. Khi mà ảnh bước xuống thì em thấy phong thái của ảnh rất là tự tin, và trong khi mà ảnh hát đó, ảnh có giao lưu bằng ánh mắt với em. Cái điều này á phải là một người đã đi hát nhiều rồi á, em cảm giác một người đi hát nhiều rồi thì mới tinh tế trên sân khấu đó như vậy. Dạ chính xác ạ. Không biết các khách mời ở bên dưới có nghĩ như vậy không? Anh rất là chúc mừng Quỳnh. Mình tưởng mình hộp cái kia, đúng không? Dạ. Hộp cái số 3, ai ngờ được số 1. Dạ, mà khi em đứng trên này em cảm giác sự kiên định của mình là chính xác. Em sẽ phát huy sự kiên định này nhiều hơn. Em nên tin vào những người đàn ông lịch lãm và không nói quá nhiều, luôn luôn rất là trầm lặng. Dạ. Họ có cái sự gọi là vững chãi ở trong đó, dạ, đúng không em? Dạ, anh còn làm kinh doanh nữa. Làm kinh doanh nữa. Không những là có thể cùng đi hát với em mà còn làm ăn chung với em. Ủa rồi bạn chọn người hát chung hay là bạn chọn ý chung nhân vậy? Ủa, từ đầu là Quỳnh nói rồi mà. Từ đầu nói rồi mà. Dạ không, em chọn người hát chung, nhưng mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn thì hát chung sẽ hay hơn à. Dạ. Không, nói giỡn thôi chứ anh Long thì giờ cũng thấy là anh có một cái giọng hát rất là lạ, rất là đặc biệt, nam tính, có một chất lãng tử ở trong đó. Mình không có care nhiều quá trong cái việc xử lý chi tiết này nọ, và cái đó là cái đặc trưng của anh. Nó cảm giác là làm cho người nghe cảm thấy nó rất là dễ kết nối với anh. Và vì thế mà với một cô gái hơi mong manh như thế này, hoặc tỏ ra mong manh như thế này, thôi tỏ ra mong manh thôi thì cái sự vững chãi này trong giọng hát cũng như phong cách của anh rất là hòa quyện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc ơi, chị nghĩ gì về tiết mục này? Trời ơi, nói chung là Ngọc có biết anh Duy Long, cho nên là có biết là giọng hát của anh rất là trầm ấm, rất là đẹp rồi. Rồi xong rồi tự nhiên tụi mình cảm thấy mừng cho nhỏ em. Chị chúc mừng em. Dạ. Màn trình diễn rất là tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Còn anh Quốc Đại ạ. Anh thì anh cực kỳ lo lắng khi mà Long xuất hiện xuống là Duyên Quỳnh coi như là không lo hát nữa. Anh đang rất là lo là em sẽ không nhớ đường em vô luôn, nhưng mà cũng may là Long là rất là nhạy. Cảm ơn các khách mời rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục đến với những giây phút giải lao trước khi chúng ta tiếp tục chương trình quý vị nhé. Vì đường xa ướt mưa